Giáo dục địa phương 6 phần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tên gọi cũ là Sài Gòn, tuy nhiên hiện nay tên này vẫn thường được dùng. Thời Pháp thì thành phố Hồ Chí Minh từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất ở Việt Nam về dân số và quy mô đô thị hóa. Đây còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt Nam cùng với thủ đô Hà Nội. Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố này hiện có 16 quận, một thành phố và 5 huyện. Trong đó, quận trung tâm là quận nhất. Về vị trí địa lý thì thành phố Hồ Chí Minh phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, phía Nam giáp Biển Đông và tỉnh Tiền Giang. Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 4 điểm cực. Cực Bắc là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Cực Tây là xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Cực Nam là xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Cực Đông là xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh mang tính chất cận xích đạo, nên nhiệt độ cao và khá ổn định trong năm. Số giờ nắng trung bình tháng đạt từ 160 đến 270 giờ. Độ ẩm không khí trung bình là 79,5%. Nhiệt độ trung bình năm là 27,55 độ C. Tháng nóng nhất là tháng 4, nhiệt độ khoảng 29,3 độ C đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Đặc biệt, những cơn mưa thường xảy ra vào buổi xế chiều, mưa to nhưng mau tạnh, đôi khi mưa rả rít kéo dài cả ngày. Còn mùa khô thì từ tháng 12 năm này đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình là 27,55 độ C, không có mùa đông. Thời tiết tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau là những tháng trời đẹp. Các dân tộc thiểu số ở thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh có đến 44 trong tổng số 53 dân tộc thiểu số. Trong đó, các dân tộc có số người đông hơn cả là nhất là dân tộc Hoa, thứ hai là dân tộc Chăm, thứ ba là dân tộc Khmer và thứ tư là dân tộc Tày. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích là 2.061 km². Theo kết quả điều tra dân số chính thức vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2009, thì dân số thành phố là 7.162.864 người, chiếm 8,34% dân số Việt Nam. Mật độ dân số trung bình là 3.419 người trên 1 km². Đến năm 2019 thì dân số thành phố tăng lên là 8.993.082 người và cũng là nơi có mật độ dân số cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính những người cư trú không đăng ký hộ khẩu thì dân số thực tế của thành phố này năm 2018 là gần 14 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 sơ bộ là 6.758.000 đồng một tháng, cao thứ hai cả nước. Nhờ điều kiện tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối giao thông của Việt Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Vào năm 2007,
Thành phố đón khoảng 3 triệu khách du lịch quốc tế, tức 70% lượng khách vào Việt Nam. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải trí, thành phố Hồ Chí Minh đều giữ vị thế nhất định. Tăng trưởng kinh tế của thành phố khá ổn định, với tốc độ thường cao gấp 1,5 lần bình quân cả nước, đóng góp 22% trong tổng GDP và 28% ngân sách cả nước. GRDP bình quân đầu người ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đạt khoảng 7.000 đô, gấp 2 lần bình quân cả nước. Bên cạnh đó là những thành tựu về văn hóa xã hội như hoạt động xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà nhà tình thương, mô hình hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, phong trào thanh niên xung phong, phong trào tình nguyện xã hội, cứu trợ từ thiện, vân vân. Thật đáng tự hào về thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, phải không các em? Thành phố Hồ Chí Minh đã có bước phát triển nhanh hơn so với mức trung bình của cả nước. Song, nhìn chung vẫn chưa theo kịp đà tăng trưởng của các thành phố trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Vì vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình đổi mới cả bề rộng và chiều sâu, phát huy cao độ sức sản xuất của mỗi thành phần kinh tế, huy động mọi nguồn lực quốc gia và phân bổ mọi nguồn lực công bằng dân chủ, nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững vì cả nước, cùng cả nước. Bác Hồ đã từng nói, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Do đó, cô mong rằng các em hãy cố gắng học tập, rèn luyện thật là tốt để sau này có thể góp sức mình vào sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như của nước Việt Nam nói chung. Để có một ngày nước Việt Nam ta có thể phát triển sánh vai cùng với các cường quốc năm châu. Và các em quan sát, logo bên trái chính là biểu trưng của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và hình bên tay phải chính là Dinh Độc Lập. Đây chính là công trình lịch sử tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Các em quan sát những hình ảnh sau đây. Theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống thì ta có hình ảnh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận nhất, chợ Bến Thành, đền thờ Vua Hùng, Dinh Độc Lập, Landmark 81 và nhà thờ Đức Bà. Đây là những địa điểm nổi bật ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi về nhà cho các em là: các em có biết những địa điểm tham quan nào ở thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa lịch sử quan trọng của đất nước không? Hãy tìm hiểu về một nơi mà em quan tâm hay yêu thích nhất. Và đặc biệt, các em hãy xem lại cho cô các video tuần 8, tuần 10, 11, 12 và các câu hỏi ôn tập cô gửi để tuần 13, thứ 3 ngày 30 tháng 11, các em sẽ làm bài đánh giá thường xuyên gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Cô sẽ gửi đường link để các em làm trên Google Form. Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau nhé.